Dạ, kính bạch sư, cho con xin hỏi về một số thắc mắc của con. Thứ nhất á, là mỗi câu hỏi thì chỉ hỏi một câu thôi, còn quý vị hỏi hai câu sư chỉ cũng chỉ trả lời một câu, ráng chịu nghe. Con thường nghe nói rằng có những phi nhân, tức là người âm ngụ tại nơi sông hồ, do bị đuối nước chết nên không được ra khỏi khu vực đó, và khi lôi được một người thế mạng thì được đi đầu thai. Việc như trên có thật không? Xin thưa là việc như trên là không có thật. Nó không có thật ở hai chỗ. Thứ nhất là cái vụ là bị đuối nước chết cho nên không được ra khỏi khu vực đó, thì nó không có thật. Khi mà một người mất mạng tại một nơi nào đó thì họ tái sanh ở một nơi khác. Nó không bị giới hạn. Nhưng cái không giới hạn ở đây á, tức là mình có thể đi qua cảnh khổ của những xứ khác. Cái tâm nó nhanh lắm. Nó giống như là bây giờ chúng ta nghĩ tới Ấn Độ là chúng ta tâm mình đã nhảy tới Ấn Độ rồi. Chúng ta nghĩ tới Ai Cập là tâm mình đã nhảy tới Ai Cập rồi. Tâm nó rất là nhanh và nó không bị ảnh hưởng. Cho nên á, giữa cái tâm tử và tâm tục sanh á, nó di chuyển rất là nhanh. Nó tử ở chỗ này và tục sanh ở chỗ khác ngay lập tức. Cho nên là không bị giới hạn bởi một cái chỗ nào. Thành ra là không có sự kiện là mình chết ở chỗ nào rồi á, thì là mình bị cố định ở chỗ đó không thay đổi, chuyện đó không thể có. Cái thứ hai á, là cái việc mà lôi người khác thế mạng thì được đi đầu thai, chuyện này cũng không thể có. Mà ở trong kinh và chú giải á, có những trường hợp như thế này nè, là có những con dạ xoa đó, khi mà mình đi vào khu vực của nó thì nó được phép bắt mình để nó ăn thịt. Thì khi đó đó người ta gọi là bị bắt, bị ma da hoặc những con này con kia nó bắt đuối nước. Thực tế là mình đi vào trong cái phạm vi của nó và bị nó bắt. Và nó bắt như vậy là để nó ăn thôi. Cho nên là cũng không có chuyện là nó sẽ được giải thoát đi đầu thai, thì chuyện đó cũng không có. Và mình cũng không có thế mạng, không có gì thế mạng hết trơn. Giống như là mình bị cợp tha vậy thôi. Thì bị tha đi rồi thì mình đi tái sanh ở chỗ khác nha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.